Hello cả nhà, hôm nay tiếp tục đến cái chương trình review các dự án bất động sản tại khu Nam. Huy sẽ cùng với nhóm sẽ review một cái khu biệt thự đẹp nhất khu vực Nhà Bè, đó là biệt thự Nai Sao. Và hiện tại chúng tôi đang di chuyển vào từ mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường số 7 vào trong cái khu biệt thự Nai Sao. Đây là một trong hai cái khu tiện ích nội khu, có công viên, hồ bơi, khu clubhouse, ban quản lý, phòng gym, đó cực kỳ đẹp. Đây là một cái dãy nhà phố liên kế 7 x 17,5, xây 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích đất là 122,5 và diện tích sàn xây dựng là 240 m. Cái khu biệt thự Nai Sao này là chủ đầu tư Vina Capital, đã được tung ra thị trường vào thời kỳ 2015-2016. Đến 2017 thì bàn giao nhà. Chủ đầu tư là tập đoàn Vina Capital, quy mô của nó là hơn 12 hecta và có tổng số là 381 cái căn nhà phố, biệt thự, shop house, có các loại diện tích 7 x 17,5, 7 x 20, ở những căn góc thì là 9 x 20, 9 x 17,5, và bên này thì nó có hơn 30 căn biệt thự đơn lập ven sông, có các loại diện tích là 12 nhân với 23, 12, 25, 12, 27 và 12 nhân với 31. Các loại diện tích sàn xây dựng thì có các loại diện tích là 323 mét sàn, 1 trệt 2 lầu, và giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong. Dự án này thì hiện tại đã có sổ 100% và cư dân bên này thì cũng đã ở được cái mật độ là 80% rồi. Ở đây chúng ta đang có mặt tại đường số 9. Tại vì đặc điểm của cái dự án này thì nó có các con đường 1, 3, 5, 7, 9 cho đến số 15, 17, 19, 21. Và bên này có đầy đủ các loại tiện ích kèm theo. Hai phòng gym, hai phòng gym và hồ bơi. Và bên hiện tại tôi đang có mặt tại, chúng tôi lại đi từ đường số 1 qua đường số 6. Thì con đường số 6 này nó là cái đường trục chính dãy biệt thự đơn lập ven sông. Bên này là cây cối được chăm sóc cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, và những căn biệt thự đơn lập bên này, đơn lập ven sông thì các gia chủ cũng đã ở đầy đủ hết rồi, ở đúng lên 80%. Bên này thiết kế toàn bộ là 1 trệt 2 lầu nha. Ở đây là những căn nhà phố ở đường 13, bên này thì chỉ có đường 13 là thông cho đường số 6, đường số 7 và các con đường khác. Còn tất cả các cung đường ở trong dự án này thì hiện tại đang đóng lại để cho tiện cho cái việc quản lý vận hành. Và cái dự án trên này thì kia là cái clubhouse, một trong hai những cái khu hồ bơi cực kỳ đẹp. Đặc địa nhất trong dự án này thì nó có hai cái khu hồ bơi là cái điểm đặc biệt của dự án. Và thiết kế clubhouse thứ là chuẩn theo tiêu chuẩn resort luôn. Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại cái đường số 21 là dãy shop house, diện tích là 7 x 17,5, xây 1 trệt 2 lầu, diện tích đất là 122,5 và diện tích sàn là 240, và tất cả đều có sổ. Và bên này giá thô ngày xưa chủ đầu tư bán ra thị trường ở mức khoảng 7,2 tỷ cho đến 8 tỷ. Thì hiện tại những cái căn shop house như này thì đang có cái mức giá giao dịch khoảng giá là đi 14,8 tỷ cho đến 17 tỷ, nhà thô có nội thất thì khoảng độ 16,5 tỷ cho đến 20 tỷ. Bởi vì lý do thị trường đang đi xuống, chứ cách đây khoảng độ 4-5 tháng thì giá dịch giao dịch bên này nó cũng có mức chênh thêm hơn với bây giờ là 1-2 tỷ. Và bên này thì hiện tại cho thuê thì dễ, nhưng mà khả năng bán thì thanh khoản ở đâu nó cũng chậm do cái ảnh hưởng chung của cái lệnh siết tín dụng. Và dự án này thì nó có hai cái cổng ra, một cái cổng ra là khu đi từ đường Nguyễn Hữu Thọ vào đường số 7, và một cái cổng ra là cái cổng đi từ đường cũng đường Nguyễn Hữu Thọ vào, nhưng mà đi vào cái đường trục đi chung với cái dự án của Kiến Á. Và đây là cái hồ ven cái view hồ như này, những căn 7 x 17 cũng giá trị khoảng 20 tỷ. Và bên này đây là hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư cũng đã làm hoàn thiện, và kế đó là cái quỹ đất dành cho đất giáo dục. Đây là con đường 30 m đường trục chính đi vào trong dự án. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại công viên bờ sông. Sau một hồi chúng tôi đã đi vòng quanh toàn bộ cái nội khu của dự án thì bây giờ chúng ta có mặt tại cái công viên ven sông, là một trong những cái công viên đắc địa và đẹp bậc nhất tại khu vực Nam Sài Gòn.
Nó có cái chiều dài là hơn 1 cây số, nằm ở ven con sông Tô, cực kỳ đẹp. Và bên này thì đã được chủ đầu tư là ốp lát đá và làm vỉa hè, làm bờ kè cực kỳ đẹp, trồng rất nhiều cây xanh đó. Mọi người nhìn thấy các cái con sông Tô mà cái đoạn này chỉ khoảng 1 cây rưỡi thôi là chảy vào đến khu đầu của cha tổ của Phú Mỹ Hưng, giá những căn biệt thự đơn lập bên đó là từ khoảng độ 100 cho đến 400 tỷ một căn. Và cái dãy công viên ven sông này được chủ đầu tư bài trí cực kỳ là nhiều những cái chòi barbecue, những cái chòi mà dưỡng sinh như chỗ Huy đang đứng đây. Và cái cuối cái công viên bên sông bên kia thì là cái điểm đầu của dự án là khu dân cư Bộ Công an. Và cái dự án này thì giá trị của những căn biệt thự đơn lập ven sông đang có cái mức giá dao động khoảng từ 58 cho đến 80 tỷ tùy các loại diện tích và vị trí. Bây giờ Huy sẽ đưa mọi người vào tham quan một cái căn biệt thự đơn lập đắc địa và đẹp nhất tại khu vực Nhà Bè. Với những cái căn như thế này, Huy đánh giá là tại khu Đông, những cái căn của Biệt Sala, những cái căn ở bên chỗ khu Vinhome Grand Park, Lakeview thì những căn đó đã có giá, hoặc là khu đô thị Vạn Phúc không có mức giá dưới 100 đến 170 tỷ hay là 200 tỷ. Và bây giờ chúng ta đi vào review một cái căn biệt thự đơn lập ven sông, giá của nó còn thua một cái căn biệt thự song lập ven hồ của dự án Vinhome Grand Park quận 9. Và chúng ta xem cái kết cấu xây dựng cũng như đánh giá cái tiềm năng của cái căn mà đã có sổ rồi tại dự án bên này. Thì dự án khu biệt thự đơn lập Nine Sao bên này thì hiện tại được chủ đầu tư bàn giao cũng được 4 năm rồi, và hiện tại cái mật độ dân số bên này mà mọi người cũng đã về ở được đến cái mức là khoảng 80% rồi. Ở bên này mật độ xây dựng cực kỳ thấp, nó chỉ có 27% thôi. Và cái đơn vị thi công của dự án này ngày xưa là chủ đầu công ty Tuấn Lê đó. Và hiện tại là cái đơn vị quản lý vận hành tại dự án thì là công ty Vinalliving, nó là một cái công ty quản lý vận hành cực kỳ là chuyên nghiệp. Và đây chúng ta đang vào một cái căn biệt thự đơn lập đây, diện tích là 12 x 27 đây. Nó có một cạnh là 12 x 27, một cạnh là 12 x 12 32 đó. Có thiết kế hồ bơi nha, công năng là có đầy đủ, thiết kế cả khung hồ bơi luôn, cực kỳ đẹp. Chúng ta sẽ đi vòng quanh trước. Bên này thì do cũng để lâu rồi nên là cái công viên bên xung quanh bên hông nó đã bị sụt lún đất đó. Và bên này thì tất cả là các căn đơn lập đều có sổ rồi nha. Vâng, hiện tại tôi đang có mặt tại một cái căn thô nguyên hiện trạng chủ đầu tư giao đây. Và căn này có cái diện tích là 12 nhân 24 đó, tổng của nó là gần 270 mét. Ở căn này thì được thiết kế là 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích sàn là 323 mét. Nguyên kết cấu đây chúng ta có thể hình dung là những cái trần đà tường cực kỳ cao, nó cao đến 4 mét lận, 3,8 đến 4 mét. Huy đánh giá là cái chủ đầu tư này ngày xưa thuê đơn vị thi công và công ty Tuấn Lê là nhà thầu chính xây dựng cái dự án này cực kỳ là đẹp. Đây là cái khu không gian ở chỗ này, được quy hoạch là không gian là cái chỗ khu bàn ăn nha. Đó, còn khu bên này là bếp, cái khu này là phòng khách này. Căn này thì thiết kế dưới tầng trệt là được đây là khu bàn ăn, đây là khu phòng khách, còn đây là khu toilet và bếp đây, toàn bộ cái khu sảnh bếp đây. Thì chủ đầu tư đã chừa sẵn rất nhiều các ống chờ của ống cấp thoát nước, ống của dành cho toilet, hầm chứa nước thải để chúng ta có thể tùy ý để co theo cái công năng. Và cái căn này nha, có cái điểm đặc biệt là chúng ta có thể thiết kế được một cái thang máy, vì cái chỗ cái khoảng không ở giữa cái cầu thang này nó đủ điều kiện để thiết kế cái thang máy. Nếu mà cái gia chủ nào chúng ta có nhu cầu cần thiết kế cái thang máy đi lại cho nó đỡ hơn, bất tiện. Và đây là một trong những cái căn cực kỳ là vị trí đắc địa và đẹp tại khu vực Nhà Bè. Và giá trị căn này gia chủ đang giao với cái mức là giá 3 năm cách đây 4 năm ấy, thì họ mua cái mức là đi 28 tỷ, thì bây giờ họ đang muốn bán cái giá là 59 tỷ nha. Và căn này nó có cái view là đi hướng đông đông bắc nha, view sông, trực diện sông luôn. Và nó ngay cách cái khu công viên vui chơi cũng như là cái khu hồ bơi lắp hau kia chỉ khoảng độ 50 mét thôi. Đó, cái công viên ven sông Tôm cực kỳ đẹp. Ở đây tất cả mọi phòng đều có ánh sáng, nhiều ô cửa sổ và cái ban công rộng 3 mét vuông. Căn này thì cực kỳ đẹp rồi. Chúng ta sẽ có thể bỏ vào số tiền từ 3 cho đến 7 tỷ một căn để làm nội thất. Như cái căn này chúng ta có thể thiết kế công năng được thành 3 phòng ngủ hoặc là 2 phòng ngủ lớn, 2 phòng ngủ master. Đây mỗi căn có diện tích sàn của căn này nó rơi vào đi diện tích là 8 nhân với 16 nhé, một sàn. Và mỗi phòng này có diện tích còn 45 mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên lầu 3.
Đúng là cái chất lượng xây dựng bên này cực kỳ tốt. Tất cả bê tông đá sau 4 năm bàn giao này, chúng ta để ý này, không có bị nứt, không có bị thấm gì hết nha. Đó. Tất cả những cái căn bên này chủ đầu tư thiết kế cực kỳ đẹp, đều có rất nhiều là ánh sáng. So với cái khu vực phía Nam này thì dự án đơn lập ven sông Lai Sao này là một cái dự án này. Huy đánh giá là chất lượng cũng như là vị thế, vị trí của nó giá trị tương xứng với cái khu biệt thự La Villa ở The Rio. Tuy nhiên nó không phải khu một khu cầm bao, trong cái khu cầm bao bên này thì có sổ hết 100% rồi và ngân hàng có thể cho vay, chúng ta vay tối đa được cái giá trị là 70% giá trị tài sản nha. Từ đây mà di chuyển vào trung tâm thành phố quận 1 thì mất khoảng độ 15 phút, về đến Phú Mỹ Hưng mất khoảng độ 7 phút. Đấy là cái điều kiện là đường không kẹt xe. Và những cái dự án như thế này ở tại khu vực quận 7 hay là dự án Chato, Phú Gia hay là những cái khu ven sông bên chỗ Tân Quy Đông, Sadeco Phước Kiển, Sadeco ven sông bên Tân Phong thì giá trị của những căn đơn lập bên này có view sông trực diện như thế này thì nó không có nhiều và giá bên này nó còn tương đối rẻ. Đặc biệt là trong này có cái cộng đồng cư dân văn minh nhất nhì tại khu vực Nhà Bè. Đó. Theo như thời điểm hiện tại nha. Thì cái căn này chúng ta có thể lựa chọn này, xây một cái căn biệt thự và lắp vách kiếng. Và cái khu này cũng rất nhiều là nhiều các giới đại gia cũng như là giới showbiz ở đây, buổi sáng ngủ dậy có thể ngắm cái công viên. Đó. Rất nhiều cây cối xanh tốt và cái khu sông Tôm, đoạn này là đoạn sông Tôm cực kỳ lớn, mà sông bên này có cái đặc điểm là sông nước tự nhiên rất trong và sạch nha, không có bị ô nhiễm môi trường, không có bị rác thải hay là nước thải công nghiệp nha. Huy đánh giá chung về cái tiềm năng của cái dự án khu biệt thự Nai Sao như thế này. Nai Sao là một cái dự án đầu tay của Vina Capital phát triển tại khu vực phía Nam, và khi thời điểm mà tung ra thị trường giá của nó từ cái đó thời kỳ 2017 thì những căn nhà phố thì có giá khoảng 5 tỷ rưỡi cho đến 7 tỷ và những căn đơn lập như thế này giá lúc đó thì thị trường mở bán khoảng độ 18 cho đến 24 tỷ thì đến thời điểm hiện tại nó có cái giá trị gia tăng là khoảng độ 58 cho đến 70 tỷ thì nó tăng gấp hơn 3 lần rồi so với giá thực tế mua ban đầu. So với các dự án khác ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như là khu vực phía Nam thì cái biên độ tăng giá tại khu vực biệt thự Nai Sao bên này nó có giá trị gia tăng lớn nhất. Thứ nhất là vị trí đắc địa, một mặt đường, hai mặt sông. Đó. Thứ hai, chủ đầu tư uy tín, xây dựng chất lượng, pháp lý đầy đủ. Thứ ba là đường xá thiết kế cực kỳ rộng, nhiều mảng xanh, công viên cây xanh chăm sóc cực kỳ tốt và hệ thống quản lý vận hành, bảo trì, bảo vệ, an ninh ba lớp cực kỳ là đảm bảo. Thì so với những khu vực là Nai Sao, Ala Villa, Ngân Long, Galleria hay là Sadeco Phước Kiển hay là dự án GS Chu Hình Thành đó, thì Huy đánh giá ở Nai Sao hiện tại, tại thời điểm hiện tại vẫn là cái nơi mà đáng sống nhất khu vực Nhà Bè. Thì mọi người hãy cân nhắc cực kỳ kỹ để chúng ta có thể lựa chọn là một nơi an cư lạc nghiệp. Trong cái buổi review hôm nay Huy gửi đến quý vị và các bạn, thứ nhất là về vấn đề phải phân tích cái khu biệt thự Nai Sao, lý do tại sao mà nó tăng giá cao như nhanh như vậy và nó cái biên độ tăng giá cực kỳ là bền vững. Và bên này nhá, giá bán thì những căn nhà phố hiện tại thời điểm đang đứng cũng được khoảng từ 15 cho đến 20 tỷ. Còn những căn biệt thự thì cũng đang giao dịch khoảng 60 cho đến 70 tỷ, mặc dù thanh khoản, cái khả năng thanh khoản nó chậm nhưng mà nó vẫn hơn so với các dự án khu vực khác. Còn giá thuê thì cũng được khoảng từ 25 cho đến 40 triệu. Đặc biệt bên này, cái giá thuê là cực kỳ là được hút khách hàng, cứ ra căn nào là có người một tháng hoặc nửa tháng là có người thuê ngay. Và bên này cái phí quản lý vận hành thì những căn nhà phố thì khoảng từ 2,4 triệu cho đến 2,8 triệu. Và những căn biệt thự đơn lập thì nó có mức khoảng độ 4 triệu đến 6 triệu. Đó, bao gồm an ninh, chiếu sáng, cây xanh, rác, côn trùng, rồi thì tất cả các vấn đề về phòng gym, hồ bơi. Và bên này thì 100% có sổ rồi. Và quỹ đất giáo dục bên cạnh thì cũng đang xây một cái trường quốc tế Úc cực kỳ lớn. Đó. Cái nhược điểm của khu này là nó không có những cái tiện ích nhà hàng, quán ăn, các dịch vụ về siêu thị thì nó hơi khan hiếm. Nên là mọi người cân nhắc kỹ, chắc chỉ trong vòng tương lai khoảng 3 đến 5 năm nữa, cái trung tâm thương mại ở ngay bên kế dự án này của Phú Long được xây dựng lên quy mô 9 tầng thì cái khu này sẽ đáp ứng được vấn đề về y tế, giáo dục và vấn đề về mua sắm, nghỉ ngơi để chúng ta không phải đi vào những khu vực Phú Mỹ Hưng hay là đến trung tâm quận 7, Lotte hay là quận 1 nữa. Thì cái buổi review về cái dự án khu biệt thự Nai Sao của Huy và đội nhóm đến đây là xin kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye bye.